Bạn đang muốn mua một căn nhà đẹp, rộng rãi, thoáng mát và yên tĩnh để an cư lạc nghiệp. Bạn mong muốn mua nhà chính chủ, không phải lo về giấy tờ pháp lý. Bạn muốn mua nhà tại một khu vực đắc địa, gần trung tâm thành phố, thuận tiện cho việc đi lại, mua sắm, giải trí và học tập. Nếu bạn đang có những nhu cầu trên, thì đừng bỏ qua cơ hội vàng này. Tôi là Vân, một môi giới chuyên nghiệp và uy tín, hiện đang có một căn nhà cần bán tại khu nội bộ An Ninh, thuộc trục đường Nguyễn Trung Trực, phường 5, Bình Thạnh. Căn nhà có diện tích đất công nhận là 47,2m², ngang 3m, dài 16m, xây dựng 1/2 lầu và sân thượng, tổng diện tích sàn công nhận là 130,1m². Nhà hướng Tây Nam, mát mẻ quanh năm. Nhà được thiết kế hiện đại, sang trọng và tinh tế, với nội thất cao cấp, đẹp mắt và tiện nghi. Nhà có đầy đủ công năng, bao gồm phòng khách, rộng rãi, thoải mái, có sofa, tivi, tủ giày, kệ trang trí, rèm cửa, đèn trần. Bếp, sạch sẽ, gọn gàng, có tủ bếp trên dưới, bếp từ, máy hút mùi, chậu rửa, bàn ăn, ghế ăn, tủ lạnh, lò vi sóng. Cuối nhà có một giếng trời, giúp tăng cường ánh sáng và thông thoáng cho nhà. Bốn phòng ngủ, mỗi phòng đều có cửa sổ, ban công. Đây là một trong những khu vực đắc địa của quận Bình Thạnh, gần trung tâm thành phố, thuận tiện cho việc đi lại, mua sắm, giải trí và học tập. Khu nội bộ có camera an ninh, không ngập nước, không ồn ào, không khí trong lành. Mỗi tầng đều có một nhà vệ sinh, đều có lavabo, bồn cầu, vòi sen, gương, kệ đựng đồ, bình nóng lạnh. Nhà có sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, pháp lý rõ ràng, không tranh chấp, không quy hoạch. Giá bán là 5 tỷ 950 triệu, có thương lượng cho khách thiện chí. Tôi sẽ hỗ trợ bạn mọi thủ tục sang tên, vay ngân hàng, chuyển nhượng nhanh chóng và an toàn. Sân thượng, rộng rãi, thoáng mát, có mái che, có thể trồng rau, nuôi chim, thư giãn, tiệc tùng. Nếu bạn quan tâm đến căn nhà của tôi, hãy liên hệ ngay với tôi qua số điện thoại 0338 405 100 hoặc kênh YouTube Nhà phố Vân Nguyên để được tư vấn và xem nhà trực tiếp. Đây là cơ hội hiếm có để bạn sở hữu một căn nhà đẹp, tiện nghi và an toàn tại khu vực trung tâm quận Bình Thạnh. Bạn đừng bỏ lỡ nhé!